Chào mừng các bạn quay trở lại với Khoa học và Khám phá. Một vụ nổ tia gamma khổng lồ được quan sát vào tháng 8 năm 2019 đã phá vỡ kỷ lục của các vụ nổ tia gamma trước đó, đồng thời nó tiết lộ sự mâu thuẫn bất ngờ trong các mô hình giải thích về cách các ngôi sao lớn chết, theo trang Vice đưa tin. Vũ trụ có xu hướng nổ tung thành tất cả các loại bức xạ, nhưng các vụ nổ tia gamma là những vụ nổ có khả năng xảy ra cao nhất trong các vụ nổ vũ trụ về cả ánh sáng và năng lượng. Những vụ nổ này là một trong những sự kiện phát sáng nhất được biết đến trong không gian. Chúng phát ra nhiều bức xạ và năng lượng hơn mặt trời của chúng ta phát ra trong 10 tỷ năm tuổi thọ. Giờ đây, các nhà khoa học đã công bố phát hiện ra vụ nổ tia gamma GRB với bức xạ có năng lượng mạnh nhất mà họ từng chứng kiến. Vụ nổ có tên GRB-19-08-29A. Vụ nổ đặc biệt này đã phát ra các photon, tức các hạt ánh sáng, ở mức năng lượng đáng kinh ngạc là 3,3 tera electron volt, nhiều hơn gấp 3 lần so với GRB có năng lượng mạnh nhất được ghi nhận trước đó. Ánh sáng chói lòa này xuất phát từ một vụ nổ sao khổng lồ xảy ra trong một thiên hà cách chúng ta khoảng 1 tỷ năm ánh sáng. Điều này thực sự khiến nó trở thành một trong những GRB gần nhất mà kính thiên văn của chúng ta chụp được. Theo đồng tác giả Andrew Taylor từ Deutsche Selectronen Synchrotron giải thích, để so sánh với vụ nổ tia gamma điển hình cách chúng ta khoảng 20 tỷ năm ánh sáng, chúng ta thực sự đang ngồi ở hàng ghế đầu khi vụ nổ tia gamma này xảy ra. Nhóm nghiên cứu đã bắt gặp ánh sáng rực rỡ của vụ nổ ngay lập tức khi nó được kính thiên văn Hess nhìn thấy. Taylor báo cáo, chúng tôi có thể quan sát ánh sáng rực rỡ trong vài ngày và năng lượng tia gamma chưa từng có. Hệ thống lập thể năng lượng cao Hess, một mảng kính thiên văn ở Namibia, được vận hành bởi một nhóm các nhà khoa học quốc tế, đã theo dõi được ánh sáng rực rỡ của sự kiện trong khoảng thời gian kỷ lục là 3 đêm. Theo Sylvia Zhu, trưởng chương trình Hess GRB tại Deutsche Selectronen Synchrotron ở Đức, cho biết, vụ nổ tia gamma sáng chói quan sát được trên bầu trời phát ra từ các nguồn ngoài thiên hà xa xôi. Chúng là những vụ nổ lớn nhất trong vũ trụ và liên quan đến sự sụp đổ của một ngôi sao lớn đang quay nhanh thành một hố đen. Một phần nhỏ của năng lượng hấp dẫn được giải phóng, cung cấp cho việc tạo ra sóng nổ siêu tương quan. Sự phát xạ của chúng được chia thành hai giai đoạn riêng biệt. Giai đoạn khởi đầu là giai đoạn hỗn loạn kéo dài hàng chục giây, tiếp theo đó là giai đoạn phát sáng, sau đó mờ dần và kéo dài. Các quan sát của chúng tôi cho thấy, những điểm tương đồng kỳ lạ giữa sự phát xạ tia X và tia gamma năng lượng rất cao của ánh sáng rực rỡ sau vụ nổ. Đây thực sự là lần đầu tiên chúng tôi phát hiện ra các photon ở năng lượng cao như vậy. Trước đây, khi chúng tôi phát hiện ra các photon có năng lượng thấp hơn, chúng tôi đã có thể thấy chúng trong khoảng thời gian lên đến 8 giờ hoặc lâu hơn sau khi thấy những photon đầu tiên. Nhưng lần này, chúng tôi đã phát hiện ra nó trong nhiều ngày, đó không phải là điều mà chúng tôi mong đợi nhất thiết là phải làm được, vì chúng rất khó phát hiện, và dù sao thì chúng cũng rất hiếm. Chúng tôi thực sự may mắn, và có một GRB ngay cạnh chúng ta, mà chúng tôi có thể nhìn thấy trong suốt 3 ngày. Độ sáng cực mạnh và sự gần gũi khác thường của GRB-19-08-29A đã cho phép các nhà nghiên cứu trông thấy sự mờ dần của nó một cách chi tiết chưa từng có. Sự kiện đã tiết lộ hành vi quang phổ rất khó để diễn tả nếu sử dụng các mô hình hiện tại, theo một nghiên cứu được công bố trên trang khoa học Science. Vụ nổ tia gamma này lần đầu tiên được phát hiện bởi hai đài quan sát của NASA quay quanh trái đất, kính viễn vọng không gian tia gamma Fermi và đài quan sát SWIFT theo dõi vụ nổ tới chòm sao Eridanus trên bầu trời phía nam. Nguồn gốc của vụ nổ rất rõ ràng. Một ngôi sao khổng lồ và quay nhanh trong một thiên hà xa xôi đã tự sụp đổ, giải phóng một lượng ánh sáng và năng lượng khổng lồ trước khi biến thành một lỗ đen. Phát hiện ban đầu về vụ nổ đã kích hoạt các quan sát tiếp theo từ Hess cùng với các kính thiên văn khác trên mặt đất. Sylvia Zhu nói rằng các nhà khoa học trong lĩnh vực của bà thường không hy vọng tìm kiếm được gì mới. Khi các vụ nổ lần đầu tiên được phát hiện, đó có lẽ là lý do tại sao nhóm của bà vui mừng sau khi tính chất đặc biệt của GRB được xác nhận. Điều thú vị của khám phá mới. Quả thực, năng lượng nổ ban đầu của GRB-19-08
29A, tự nó đã đủ thú vị, nhưng mấu chốt thực sự của bài báo mới là tiết lộ những ngày sau vụ nổ. Các mô hình GRB cho thấy, tia X và tia gamma năng lượng rất cao, hai dạng ánh sáng được tạo ra bởi các vụ nổ này, nên phát ra các dạng quang phổ khác nhau trong suốt giai đoạn mờ dần, bởi vì chúng được cho là tạo ra từ các cơ chế riêng biệt. Nhưng đó không phải là những gì mà nhóm Hess đã thấy trong ánh hào quang của GRB 1908-29A. Các tín hiệu tia X và tia gamma mờ dần đồng bộ gợi ý rằng chúng có thể được gây ra bởi cùng một quá trình cơ bản. Nhóm nghiên cứu lưu ý rằng các đường cong ánh sáng tia gamma năng lượng cực cao và tia X cũng cho thấy các cấu hình phân rã tương tự. Những đặc điểm tương tự này trong giải tia X và tia gamma thách thức các kịch bản phát xạ ánh sáng sau vụ nổ tia gamma. Sự kết hợp bất ngờ trong các giải đó có thể dẫn đến các mô hình vụ nổ tia gamma mới, làm sáng tỏ thêm tính chất vật lý cực đoan khi GRB bùng phát và mờ dần. Các nhà khoa học có thể nghiền ngẫm những lời giải thích khả thi cho phát hiện kỳ quặc bằng các lý thuyết hoặc mô phỏng. Nhưng sau cùng, họ cần quan sát nhiều hơn các sự kiện giống như GRB 1908-29A, bởi vừa có năng lượng cực lớn, vừa tương đối gần trái đất. Ánh sáng từ các vụ nổ ở xa hơn có xu hướng bị suy giảm trong chuyến hành trình dài của nó đến hành tinh của chúng ta, khiến việc nghiên cứu ánh sáng sau khoảng thời gian vài ngày trở nên khó khăn hơn. Sylvia Du nói, chúng tôi mong muốn tìm kiếm thêm trong vụ nổ tia gamma này. Chúng tôi nhận ra rằng, ít nhất tia X và tia gamma dường như đến từ cùng một thứ, nhưng điều đó có đúng với tất cả vụ nổ tia gamma, hay chỉ đúng với vụ nổ tia gamma này? Đó có phải là một tính chất gì đó của vụ nổ tia gamma ở gần? Các vụ nổ tia gamma ở xa hơn có khác theo một cách nào đó không? Một khi chúng tôi có nhiều điểm dữ liệu hơn, chúng tôi có thể bắt đầu xác định rõ những gì thực sự đang diễn ra trong các tia GRB này và trong những hiện tượng này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.